trước khi những ông trùm Nam Mỹ và Afghanistan nổi lên như những thế lực chia đôi cái bánh chất cấm của thế giới, thì câu chuyện về hoàng đế chất cấm thế giới trong nhiều năm đã từng là chuyện nội bộ giữa những ông trùm của vùng tam giác vàng Đông Nam Á. Người ta có thể dễ dàng tìm thấy những Robin Hood của thế kỷ 21 như Pablo Escobar, ông trùm chất cấm với quân đội riêng trong tay, sẵn sàng đối chọi với mọi thế lực, kể cả chính phủ. Nhưng sẽ không bao giờ tìm được một người thứ hai có thể khiến cho cả Hoa Kỳ, Liên Xô, chính quyền Myanmar và toàn bộ các ông trùm tội phạm tam giác vàng phải ngồi lại với nhau để cùng đối phó. Kẻ duy nhất làm được điều đó được biết đến với cái tên Khun Sa. Nhưng những người thời đó thường gọi ông với cái tên Hoàng đế không ai hay Hoàng tử chết. Vậy thì Khun Sa là ai? Hãy cùng tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé. Chào mừng đến với Battle Cry khám phá. Từ kẻ mù chữ thành anh hùng dân tộc San. Người San tại Myanmar hiện nay vẫn nói về Khun Sa một cách đầy nuối tiếc và tự hào, giống như những người nghèo Colombia nói về Escobar vậy. Nếu ở Colombia, những người dân nghèo coi ông là Robin Hood, thì ở Myanmar, người San coi Khun Sa như một vị lãnh tụ giành quyền tự trị và độc lập cho họ. Xuất thân từ một gia đình nghèo khó, khi no bụng và biết chữ là điều xa xỉ hơn bao giờ hết, đã biến Khun Sa thành một kẻ sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích của mình. Khun Sa tên thật là Trương Cơ Phu, sinh năm 1933 tại vùng Lê Mò, bang San, Myanmar. Lớn lên trong một gia đình có cha là sĩ quan Quốc dân đảng, còn mẹ là người dân tộc San. Tuổi thơ của Khun Sa chính là hình mẫu cho một nhân vật phản diện trong các bộ phim. Năm lên 3 tuổi thì mất cha, 5 tuổi đã trở thành trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, lại phải sống tại vùng sát biên giới Myanmar, Trung Quốc. Tại nơi đây, các cuộc nổ súng tranh giành đất đai, địa bàn chất cấm, bảo kê giữa các băng nhóm tội phạm bản địa và quân phiệt Trung Quốc diễn ra như cơm bữa. Tên bay, đạn lạc, nghèo đói, bệnh tật, mỗi một bước chân đều có cả trăm thứ có thể giết chết hắn. Vậy mà hắn vẫn cứ sống, vẫn trải qua được tuổi thơ đầy nghiệt ngã và cay đắng đó. Và đương nhiên, những thứ gì không giết được mày thì sẽ khiến mày mạnh mẽ hơn. Khun Sa tuy là kẻ mù chữ nhưng lại rất có hứng với quân đội, và đặc biệt là có trong mình một khát khao muốn đòi quyền lợi cho dân tộc San của mình. Năm 15 tuổi, hắn đã tham gia vào các đơn vị quân đội của Quốc dân đảng tại vùng biên giới. Tuy nhiên, bước ngoặt cuộc đời của Khun Sa chỉ đến khi hắn lên 17 tuổi, tức năm 1950. Lúc này, tại Trung Quốc, cuộc nội chiến quốc cộng đã ngã ngũ, Mao Trạch Đông đã chiến thắng và Tưởng Giới Thạch phải chạy ra Đài Loan. Thế nhưng, đám tan quân của Tưởng tại phía Nam thì vẫn còn rất nhiều. Đơn vị của Khun Sa cũng nằm trong số đó. Lợi dụng tình thế rắn bắt đầu, Khun Sa đã biến đơn vị này thành đội quân riêng của mình. Vào thời điểm này, tại Miến Điện, nhiều đơn vị tàn dư của Quốc dân đảng đã chạy tới bang San, chiếm lĩnh những dẻo đất sát biên giới với Trung Quốc. Từ năm 1950, các nhánh quân Quốc dân đảng đã liên tục đối đầu với tộc người San, người Hoa và quân đội chính phủ Miến Điện, biến vùng biên giới trở thành khu vực hỗn loạn. Khi mở rộng quy mô lên tới 800 người, đội quân của Khun Sa cũng chiếm được một vùng đất rộng lớn của tộc người San và người Hoa để trồng cây thuốc phiện và chế biến chất cấm. Việc sản xuất, trao đổi hàng cấm giúp đội quân của ông ta thu về những khoản tiền khổng lồ để đầu tư mua súng, đạn và lương thực. Nhận thấy thu nhập từ thuốc phiện cao hơn trên nương trồng lúa, nên người San, người Hoa cũng ồ ạt làm theo. Từ năm 1952, địa danh Tam Giác Vàng đã ra đời. Vào thời kỳ đỉnh cao, mỗi năm vùng đất này đã cho ra sản lượng khoảng 10.000 tấn chất cấm mỗi năm. Đến những năm 1960, người ta ước tính được khoảng 60% lượng heroin thâm nhập vào Hoa Kỳ là từ mạng lưới của Khun Sa. Mỗi năm ông ta thu được hàng chục tỷ đô nhờ vào chất cấm. Để các bạn dễ hình dung, thì nếu tính theo trượt giá vào thời điểm hiện tại, con số này ít nhất sẽ lên tới hơn 100 tỷ đô trên một năm, còn lớn hơn cả GDP của rất nhiều quốc gia bây giờ. Ông ta đã thiết lập một đường dây vận chuyển chất cấm công phu và rộng khắp thế giới, từ Tam Giác Vàng móc nối qua Nam Việt Nam, qua các tướng lĩnh Việt Nam Cộng Hòa, đặc biệt là vợ chồng Ngô Đình Nhu, sau này là cả Nguyễn Văn Thiệu, rồi đưa số hàng này ra biển, đi khắp mọi nơi trên thế giới. Và khi đã có tiền, ông ta bắt đầu thực hiện giấc mơ của mình, đó là đòi quyền độc lập và tự trị cho dân tộc San, và xa hơn là nước Cộng Hòa San. Năm 1967, ông đã trở thành vua thuốc phiện ở vùng Tam Giác Vàng. Cũng trong năm này, Khun Sa đã suýt chết trong cuộc chiến tranh giành buôn bán chất cấm
vỡ tan quân Quốc dân đảng ở Lào. Để có được độc lập, trước tiên ông ta phải đảm bảo mình có thể bảo vệ được người San. Vì như đã nói, vùng biên giới Myanmar Trung Quốc lúc đó rất hỗn loạn với các băng đảng khác nhau. Khun Sa đã làm một hơi dẹp yên tất cả. Khun Sa quen biết với La Tinh Hán. Ông này là con của một đại gia hàng đầu ở Myanmar, một chúa đất khét tiếng ở bang San. Hai bên hợp tác làm ăn với nhau, nhưng cuối cùng mâu thuẫn đã xảy ra và xung đột để tranh giành lãnh địa cũng đã nổ ra. Những cuộc giao tranh xảy ra, La Tinh Hán biết mình không phải đối thủ của Khun Sa, đã đành phải nhún nhường thị trường chất cấm và tìm cách liên hệ với chính phủ Myanmar để đối phó với Khun Sa. Cứ tưởng dẹp yên được La Tinh Hán xong, nhưng đó thì mới chỉ là khởi đầu của các băng đảng khác bắt đầu liên minh với nhau để chống lại Khun Sa trước khi mọi thứ quá muộn. Và thế là khi sự nghiệp đang trên đà phát triển thì biến cố ập tới với Khun Sa. Quân đội của hắn cùng lúc phải đối đầu với những nhóm Quốc dân đảng tàn dư hoạt động trên cả đất Lào và Thái Lan và dần nép vế rồi bị đánh bại. Thua trên chiến trường, Khun Sa gần như trắng tay. Càng đen hơn nữa là vào năm 1969, Khun Sa bị quân đội Miến Điện bắt và giam giữ suốt 5 năm. Cứ tưởng cuộc đời của Khun Sa tới đây là kết thúc, thế nhưng không, nếu vậy thì ông ta đã không được mệnh danh là hoàng đế không ai. Trương Tô Tuyển, tướng lĩnh dưới tay của Khun Sa, đã bắt cóc hai bác sĩ người Liên Xô trong đoàn chuyên gia y tế sang giúp Miến Điện để đổi lấy Khun Sa. Chính phủ Miến Điện đã không chấp nhận yêu cầu. Dưới áp lực của Liên Xô và cộng đồng quốc tế, chính phủ cuối cùng đã phải nhượng bộ và cho phép Khun Sa rời khỏi nhà tù ở Yangon, nhưng bị quản chế tại gia. Sự kiện này đã từng gây chấn động thế giới. Dù nằm trong diện quản thúc, nhưng Khun Sa vẫn có thể điều hành được đế chế của mình. Năm 1971, Khun Sa đang bị quản thúc. Nghĩ là ngon ăn, La Tinh Hán đã tiến hành lấn chiếm địa bàn của Khun Sa. Nhưng ngay lập tức, hắn đã cho La Tinh Hán biết ai mới thực sự là vua. La Tinh Hán từng tiến hành tập kích hơn 100 lính của Khun Sa thiệt mạng. Ông ta lập tức alo cho Trương Tô Tuyển và cháu họ của mình trả đũa. Kết quả, cả hai đã phục kích và đánh thẳng vào đại bản doanh của La Tinh Hán, cướp và phá hủy hơn 100 xe hàng, gần 1.000 lính của Hán bị giết. La Tinh Hán nghe xong như ngã quỵ và chỉ có biết cúi đầu, cắt địa bàn coi như làm hòa. Năm 1973, con trai lớn của Khun Sa cùng người chú là Yayen đã tổ chức đưa Khun Sa ra khỏi nơi giam lỏng, bất chấp cảnh sát và lính dã chiến ngày đêm canh gác. Người thân, bạn bè của Khun Sa được phép vào nơi giam lỏng, thậm chí là ở qua đêm. Do đó, Yayen đã tìm người có vóc dáng giống Khun Sa để thế chỗ. Khoảng 1 giờ sau, Khun Sa thật đã lên ô tô và ra về, còn người thế thân đóng giả Khun Sa đang hoang ở lại trong khu vực giam lỏng. Đến ngày hôm sau, vụ việc mới bị phát hiện, nhưng Khun Sa đã kịp trở về căn cứ tại Mae Sai, Thái Lan. Trong thời gian chịu cảnh tù đầy, Khun Sa đã ấp ủ tham vọng xây dựng một nhà nước riêng. Do đó, khi trở về với tự do, hắn đã tập hợp lực lượng, lợi dụng tinh thần dân tộc để khuyến khích những bộ tộc như San, Hoa ở khu vực Tam Giác Vàng thành lập nhà nước San độc lập. Quân đội của hắn đổi tên thành Quân đội Liên hợp San, viết tắt là SUA, lấy bang San làm lãnh thổ riêng. Đội quân của Khun Sa đã nhanh chóng phát triển thành lực lượng vũ trang chống lại chính phủ. Cơ quan đầu não của quân đội đặt tại căn cứ Ho Mong, nằm tại tỉnh Mae Hong Son, Thái Lan. Quân đội Liên hợp San liên tiếp đối đầu với chính phủ Miến Điện để giành quyền kiểm soát bang San. Trong quá trình xây dựng quốc gia, Khun Sa tiếp tục mở rộng trồng thuốc phiện, đồng thời xây dựng hàng loạt các lò điều chế heroin và sản xuất chất cấm tổng hợp amphetamine và ecstasy. Vào đầu những năm 1980, khu vực Tam Giác Vàng được coi là trung tâm chất cấm thế giới với cách thức gia công heroin tinh luyện. Riêng Khun Sa nắm giữ tới 70% lượng chất cấm và việc buôn bán của khu vực. Hắn giấu những xưởng điều chế heroin trong rừng núi, được canh gác cẩn mật. Thời điểm việc kinh doanh phát triển, Khun Sa sở hữu 15 xưởng tinh chế rộng lớn. Từ Tam Giác Vàng, chất cấm được vận chuyển trái phép đi khắp Đông Nam Á thông qua các sân bay như Bangkok, Singapore, Hồng Kông hay New Delhi. Hoàng đế không ai không thể thay thế. Lo sợ lực lượng của Khun Sa ngày một lớn mạnh, chính phủ Miến Điện đã áp dụng chiến lược vừa tấn công quân sự vừa ly gián, nhưng Khun Sa thì vẫn tiếp tục duy trì vị trí ông vua không ai tại Tam Giác Vàng. Quân đội của Khun Sa tránh khỏi các cuộc đột kích, tạo dựng vô số nơi trú ẩn cần thiết trong các ngôi làng địa phương. Dù nhiều lần bị ám sát bởi chính phủ Thái Lan, Miến Điện, nhưng Khun Sa thì vẫn tiếp tục bành trướng thế lực của mình. Đầu những năm 1980, sự nghiệp của Khun Sa đạt tới đỉnh cao. Bên cạnh buôn bán thuốc phiện, quân giải phóng bang San buôn bán đá quý
vũ khí và kiểm soát toàn bộ tuyến biên giới Miến Điện, Thái Lan dài 400 km, phía đông Bang San và ba tỉnh Chiang Mai, Chiang Rai và Mae Hong Son của Thái Lan. Tại Bang San, Khun Sa cũng thành lập trường học, đài truyền hình, vệ tinh và tập dượt các trận phóng tên lửa phòng không. Bản thân Khun Sa cũng từng tuyên bố: "Nhân dân của tôi, người dân Bang San và tôi đều đấu tranh để giành độc lập. Chúng tôi không được bất cứ ai viện trợ. Trồng thuốc phiện đương nhiên là nguồn lợi kinh tế duy nhất của chúng tôi. Sống trong biệt thự lộng lẫy tên là Bạch Cung, cách Ho Mong 10 km, Khun Sa được bảo vệ bởi hơn 300 lính tinh nhuệ. Hắn đối đãi với cấp dưới ôn hòa, coi trọng người tài, thường xuyên thăm hỏi dân chúng. Dù là trùm chất cấm, Khun Sa cấm thuộc hạ sử dụng chất cấm. Lấy bản thân làm gương, hắn nâng cao kỷ luật để ra quy định nghiêm ngặt để điều hành quân đội. Chính vì vậy, người San lũ lượt đi theo Khun Sa. Trong mắt của họ, ông ta không khác nào một vị lãnh tụ đi làm cách mạng để có một quốc gia độc lập cả." Không chỉ dương oai trong giới chất cấm, Khun Sa đã bành trướng thế lực từ hơn 1.000 lính lên tới hơn 10.000. Chưa dừng lại đó, hắn đã tập hợp, kết nạp những nhóm quân đội riêng lẻ trong Bang San thành quân đội Mông Thái, viết tắt là MTA, còn gọi là Quân Giải Phóng Bang San. Đội quân có hơn 45.000 dân binh, được trang bị vũ khí hiện đại như súng trường, súng chống tăng, tên lửa tầm ngắn của Mỹ. Thế nhưng rồi, cuộc vui nào cũng phải đi tới hồi kết. Ngay cả các siêu cường còn có lúc phải tàn, chứ nói gì tới Khun Sa. Đến cuối những năm 1980, vị trí trung tâm chất cấm của thế giới là Tam Giác Vàng đã bị Afghanistan thay thế. Sự nghiệp của Khun Sa dần xuống dốc, chính phủ Miến Điện cũng thúc đẩy chiến lược thống nhất nội bộ nên tình hình chính trị khu vực bị ảnh hưởng nặng nề. Không những vậy, do số lượng chất cấm tuồn vào Mỹ từ Tam Giác Vàng là quá lớn, họ đã bắt đầu hỗ trợ Myanmar để tiêu diệt Khun Sa như một giải pháp chặn đứng tình trạng này. Từ năm 1989, được sự hỗ trợ của Mỹ, chính phủ Miến Điện đã tiến hành thương thuyết hòa giải với nhiều tổ chức ly khai để chia rẽ Quân Giải Phóng Bang San, đồng thời cô lập SUA. Đến năm 1993, gần 6.000 lính SUA đầu hàng quân đội chính phủ, khiến lực lượng của Khun Sa đã suy giảm. Thừa thế, quân đội Miến Điện đã mở đợt tấn công vào trung tâm Tam Giác Vàng với sự phối hợp của chính phủ Thái Lan, Lào, bao vây các đường biên giới sang Bắc Lào và Đông Bắc Thái Lan. Nhân lúc Khun Sa đang suy yếu và đang phải đối phó với quân đội của cả Thái Lan, Lào và Myanmar, thì nhiều đại gia thuốc phiện nổi lên tranh giành ảnh hưởng với Khun Sa. Trong một cuộc đọ sức giữa các thế lực xã hội đen xảy ra vào năm 1995, suýt nữa ông ta đã phải bỏ mạng. Lúc này, thứ tự các đại gia thuốc phiện ở Tam Giác Vàng đã có sự thay đổi. Đứng đầu là tướng quân là Tình Hán, thứ hai là đại gia thuốc phiện hàng đầu châu Á, Ngụy Học Cường. Có những đại gia thuốc phiện khác thì đếm không xuể, chỉ vì cây thuốc phiện còn tồn tại trên Tam Giác Vàng, thế nhưng anh hùng ấy còn xuất hiện nhiều. Lâm vào cảnh cùng đường, mùng 5 tháng 1 năm 1996, Khun Sa đã buộc phải tuyên bố hạ vũ khí và bị áp giải về thủ đô Yangon. Hai tuần sau, quân đội SUA ước tính gần 10.000 người đã phải giao nộp vũ khí và đầu hàng. Giấc mộng đòi độc lập cho Bang San đã chấm dứt, quân đội Mông Thái tan rã từ đấy. Nguyên nhân thất bại chủ yếu của Khun Sa đó là: thứ nhất, ông ta đã sai lầm khi thành lập nước Cộng hòa Bang San cùng với lực lượng vũ trang Mông Thái. Chính phủ Myanmar không bao giờ chấp nhận một quốc gia trong một quốc gia của họ, cho nên đã tập trung lực lượng liên kết với các chùm chất cấm khác để cô lập và tiêu diệt Khun Sa. Thứ hai, Khun Sa là một đại gia buôn thuốc phiện, được người Mỹ giúp sức để chống lại chính phủ Myanmar, hứa hẹn cho nhiều quyền lợi. Điều đó đã làm ông ta mắc lừa. Đó chính là nguyên nhân chủ yếu để chính phủ giải quyết Khun Sa. Và cuối cùng, tình thế bị cô lập của Khun Sa và sự cạnh tranh quyết liệt của các chùm chất cấm khác đối với ông, mà thiên hạ tứ hải không dung, thì chính là đại họa không lối thoát. Dù không đòi được độc lập cho người San, nhưng cuộc đời của Khun Sa cũng có thể xem là kết thúc trong sự yên bình và khá mãn nguyện. Sau khi trở về Yangon, Khun Sa được chính phủ Miến Điện cấp biệt thự và rửa tay gác kiếm ở đó cho tới khi qua đời vào ngày 26 tháng 10 năm 2007 do bệnh tiểu đường, huyết áp cao. Được hỏa thiêu, song nơi chôn cất của Khun Sa thì vẫn được giữ bí mật. Được biết, trước khi qua đời, Khun Sa từng chi những khoản tiền lớn để xây dựng, trùng tu nhiều chùa chiền nhằm mong muốn là gột rửa tội nghiệp. Cả cuộc đời, Khun Sa có 8 người con, trong đó có nhiều người đã thành doanh nhân tại Yangon, Myanmar. Coi như đó đã là một di sản mà Khun Sa để lại cho dân tộc của mình, giống như với Escobar đã làm với người nghèo Colombia. Vậy thì sau khi Khun Sa thoái lui, mai danh ẩn tích
thì khu vực tam giác vàng sẽ bình yên hơn trắng? Câu trả lời là không hề. Sự sụp đổ của quân đội SUA đã khiến cho hàng loạt các băng đảng khác nổi lên tranh giành địa bàn và các xưởng điều chế chất cấm mà Khun Sa để lại. Vậy thì tam giác vàng sau khi Khun Sa các kiếm hỗn loạn thế nào? Xin được gửi tới các bạn ở một video khác.